Đầu tiên là cô sẽ tạo một cái form đúng không? Đấy, cái form là nhập điểm ha. Form điểm đi. Ok. Ở đây các bạn thêm cái label điểm thôi. Hai là cái tag field đúng không? Rồi, ở đây các bạn để là đổi tên nhé. Text điểm. Các bạn thêm cái gì nữa? Button, đúng rồi. Cái này là chấp nhận. Nhập chẳng hạn. Đặt tên là button nhập. Ok. Xong chưa? Rồi, bây giờ ta click chuột vào đây để viết code đúng không? Ok. Đấy. Rồi. Ok. Biến điểm kiểu double. À, biến điểm kiểu double điểm. Rồi sau đó là bằng text điểm get text. À. Điểm thì bằng text điểm chấm get. Get gì ạ? Get text. Chốt. Sau đó khối, đầu khối trang đó. Nó lỗi. Để kiểm à không, nhưng mà cái công cụ lệnh mà gán này nó lỗi rồi thì ta phải làm sao? Bỏ trong khối chạy nhé. Không, cái này phải ép kiểu trước nha. Được chưa? Cái này phải ép kiểu chứ, đúng không? Cái này sẽ là gì đấy? Double, hoặc các bạn ghi là double gì đấy? Up, hạt in, đúng không? Hạt double. Hạt double, đúng không? Đó, rồi. Ok, tiếp. Rồi, đảo kho chạy. À, cái này sẽ lỗi gì ạ? Nó sẽ gặp cái lỗi ép kiểu đúng không? À, thế các bạn tạo kho chạy. Ok. Rồi. Rồi, gì nữa? Ở trên so sánh nếu điểm trong trường hợp là bé hơn 0 hoặc lớn hơn 10 là ra thông báo là điểm không hợp lệ. À, nếu điểm bé hơn 0 hoặc điểm lớn hơn 10 thì cái này xuất ra thông báo là không hợp lệ đúng không? Cái thông báo thì cô sẽ chỉ các bạn viết cái thông báo nè. Nếu mà bạn nào chưa biết thì bạn nào các bạn coi lại ha. Các bạn có là G option pen chấm đúng rồi show message show còn có nhiều show lắm dialogue message cái này là để luôn cái này để luôn chữ là gì đây ạ đây cái này là điểm không hợp lệ đúng không đó. Có nhiều dạng lắm. Còn thông báo đầy đủ, có cả thông báo rồi cả trên nữa các bạn có thể click chuột phải đúng không? Đấy. Thông báo lỗi. Thông báo. Đấy, các bạn có thể thêm là G option. Pen. Chọn cái định kiểu của nó là kiểu gì đấy ạ? Information message. Đấy. À, trường hợp L sẽ là điểm cô enter xuống dòng các bạn nhìn dễ ha. Trường hợp còn lại else thì là điểm hợp lệ đúng không? Ok. Rồi các bạn ghi cái này là điểm hợp lệ đúng không? Rồi. Còn gì nữa? À, trong try catch là hiển thị sai định dạng. Nhập sai định dạng đúng không? À, rồi ta xem nhé. Demo thuộc ok chưa nhé? Click chuột phải nè. Run. Đấy các bạn sẽ có, ví dụ như các bạn nhập ABC thì nó nhập vào là gì đấy ạ? Nhập sai định dạng đúng không? Đấy, ví dụ nhập 15 điểm không hợp lệ.
đúng không ạ? Ví dụ nhập như là 4 điểm hợp lệ. Ok, rồi cảm ơn lại. Rất tốt. Chưa? Rồi, tuyệt vời. Đúng không ạ? Vậy cái trường hợp là bây giờ nó sẽ là như thế nào? Nếu nhập cái này nhập sai, bình thường các bạn không có ép kiểu á, thì các bạn so sánh nó cũng được thôi. Nhưng khi không ép kiểu, nó sẽ không văng ra được cái lỗi là lỗi là nhập không hợp lệ. Hiểu không ạ? Khi ép kiểu thì nó sẽ văng ra cái lỗi không hợp lệ, cái này bắt lỗi đấy. Và khi nó bắt văng lỗi đấy thì đương nhiên là cái reoption nó sẽ nằm ở đây. Hiểu không ạ? Reoption nó sẽ nằm ở đây. À, và nó văng gặp lỗi này cái nó bật ra thông báo này luôn. Thì đương nhiên hai cái này nó được làm thực hiện không ạ? Hai cái này, cái dưới, cái câu lệnh ít dưới nó sẽ bị bỏ qua. Tại vì gặp câu lệnh này nó nhảy, nó gặp lỗi nó nhảy ra đây rồi, nó không bỏ qua. Còn nếu nó không rơi vào lỗi ở đây thì nó sẽ thực hiện mấy cái này. Đúng không ạ? Nó lại kiểm tra nếu đúng là số thì nó sẽ kiểm tra trong khoảng và ngoài, ngoài khoảng. Xong chưa? Ok. Đó. Trường hợp này là một trong những trường hợp các bạn xử lý lỗi, bắt lỗi. Và các bạn thấy nó rất là dễ dàng để bắt lỗi đúng không? Để bắt lỗi rất là dễ. Ok, rồi tiếp. Quay clip mà. À có. Ok, tiếp nha. Rồi, đấy là trường hợp các bạn xử lý cái này. Xong chưa? Ok, được chưa? Trời, đây, ghép điểm. Các bạn ép kiểu, ép kiểu xong nó mới bảo lỗi đúng không? Được rồi, thì bây giờ ta có nè. Cô sẽ hướng dẫn tiếp các bạn. Đúng không ạ? Cô sẽ hướng dẫn tiếp các bạn. Cái trường hợp là các bạn bắt lỗi, nhiều lỗi, nhiều lỗi. À, vậy như thế này. Có thể nó sẽ không gặp cái lỗi này, nhưng nó gặp cái lỗi khác. Hiểu không ạ? Không gặp lỗi này, nó gặp lỗi khác. Thì gặp lỗi khác thì nó vẫn văng vào đây và nó vẫn bật ra cái thông báo này thì nó không hợp lý đúng không? Tức là nó vẫn có thể xảy ra một số lỗi khác ngoài tình huống. Hiểu không ạ? Có thể là các bạn sẽ viết một cái code nào ở dưới này đây. Hiểu chưa? Đấy, nếu cô viết bất kỳ một cái code nào gây lỗi nha. Cô cố tình gây lỗi đúng không ạ? Nếu cô sẽ cố là ví dụ in chưa? À, ta có system a print 5 chia 7 đúng không? 5 chia 0 giả sử như vậy đi. Đấy. Ok. Cô chạy. Thì nó nhập, ví dụ cô nhập là không có văng lỗi ở trên, cô nhập là số 4, số 5. Nó bật thông báo điểm hợp lệ đúng không? Sau đấy nó lại bật ra một thông báo nữa nhập sai đỉnh giảm. Hiểu hiểu ý không ạ? Nghĩa là sau này chẳng may nó gặp bất kỳ một lỗi nào đó thì nó vẫn văng vào exception. Hiểu không ạ? Cho nên để giải quyết vấn đề này, ta sẽ xử lý như sau. Cái lỗi này là lỗi, ta biết trước cái lỗi của nó là lỗi gì ạ? Là number format exception đúng không? Thì khi nào nó gặp cái lỗi number format exception thì nó mới văng vào đây. Còn nếu gặp lỗi khác thì các bạn làm sao các bạn bắt? Trường hợp các bạn không bắt gặp lỗi này, nó vẫn bị văng ra hệ thống. Ta xem nha. Các bạn ví dụ nhập số 2, ok, nó chạy đúng rồi. Nó văng ra, thấy văng ra hệ thống chưa? Đó, nghĩa là cái lỗi này có được bắt không ạ? Không được bắt, nó chỉ bắt cái trường hợp thứ nhất là trường hợp các bạn nhập sai thôi, đúng không ạ? Còn trường hợp thứ hai các bạn nhập đúng mà đấy nó gặp cái lỗi dưới, nó lại không được bắt, nó lại văng ra lỗi này. Hiểu ý không ạ? À, trường hợp này ta sẽ xử lý như nào? Ta sẽ thêm là một cái catch nữa để ta bắt tiếp. Đúng rồi, ta có thể lồng được nhiều catch đấy. Và cái lỗi mà ta không biết trước nó là lỗi gì thì ta để exception thôi. Hiểu không? Cái lỗi mà không biết lỗi gì thì để exception. Còn lỗi mà biết rõ lỗi gì thì ta sẽ để tên của lỗi. Còn lỗi này không biết rõ lỗi gì, đây là cô chỉ là demo thôi ha.
Nhưng mà khi tình huống thực xảy ra thì các bạn không biết trước lỗi gì. Những trường hợp đấy các bạn sẽ là để exception. Rồi. Và khi đấy các bạn xuất ra thông báo lỗi. Đúng không? Hoặc nếu các bạn có một tình huống nữa muốn chia sẻ các bạn như thế này nè. Khi các bạn mà bắt lỗi là các bạn bắt để sửa. Đúng không ạ? Ta là người lập trình, ta bắt để ta sửa, ta phải biết rõ là lỗi gì ở đâu để ta sửa. Nhưng khi các bạn đóng gói chương trình lại giao cho khách hàng thì khách hàng họ quan tâm lỗi các bạn không ạ? Không. Mà có nên để lỗi xuất hiện khi thông báo cho khách hàng không? Không. Trường hợp đấy thì ta gọi là ta giấu lỗi đi. Có hiểu không? Giấu lỗi đi. Vậy tôi xử lý các bạn như này nhé. Trường hợp này là tôi thông báo lỗi đúng không? Nếu các bạn là người sử dụng là khách hàng, các bạn là người sử dụng là khách hàng, các bạn nhập số 5. Ok, các bạn thấy các bạn chạy. Nó điểm hợp lệ là đúng rồi đúng không? Tự nhiên bị một cái lỗi gì đó mà nó xuất ra là chương trình lỗi. Hiểu không? Hoặc là các bạn bật ra cái thông báo là chương trình nó lỗi, nó kỳ lắm. Các bạn có thể bật thật ra, bật ra cái thông báo lỗi. Nó kỳ lắm. Đúng không? Đấy. Các bạn sẽ thấy là các bạn nhập đúng. Tôi nhập đúng rồi. Chương trình chạy đúng rồi. Mà tại sao lại thêm cái dòng thông báo lỗi này nữa? Không được. Hiểu ý không ạ? Vậy trường hợp này là các bạn chỉ thông báo để các bạn là người lập trình biết thôi nha, lưu ý nha. Còn với khách hàng người ta không cần biết. Chương trình đã khi các bạn try kết thì nó vẫn chạy bình thường, mặc dù có lỗi. Thì ta không nhất thiết phải là xuất ra thông báo lỗi này. Mà ta làm gì đấy ạ? Comment nó lại. Đúng rồi, khi nào cần mở lại. Và khi các bạn chạy cho khách hàng họ chạy lên thì mặc dù có lỗi đấy nhưng mà không xuất hiện. Và chương trình các chức năng khác vẫn chạy một cách bình thường. Có hiểu chỗ đấy không ạ? Đấy, các bạn lưu ý cái chỗ đấy. Và trường hợp này ta gọi là kỹ thuật gọi là giấu lỗi. Ta vẫn bắt lại. Nhưng mà khi các bạn đi giao khách hàng là những cái chỗ két này các bạn thường thường các bạn sẽ giấu hết lỗi. Hiểu không ạ? Chỗ nào không cần xuất hiện các bạn giấu hết lỗi. Ok. Đó. Và trường hợp này là trường hợp try cat, nhiều cat. Ok. Các bạn có thể có nhiều cat, bắt được rất nhiều loại lỗi. Cái này bạn hiểu vừa hỏi đúng không? Bạn vừa hỏi là có thể bắt được nhiều lỗi không đúng không? Ừ. Đó. Làm ơn tập trung giảng mà không có nghe. Rồi bữa sau lại không biết mình làm cái gì. Khi cô giảng, cô ghi thì các bạn cũng nghe để các bạn biết là cô đang xử lý cái gì. Đấy, thì trường hợp này các bạn có thể bắt được nhiều lỗi. Bất kể những cái lỗi nào xảy ra trong này các bạn bắt được hết. Ok. Và có một cái câu lệnh nữa là câu lệnh final. Đấy là try nhiều catch ha, nhiều cái catch. Và có một câu lệnh nữa là câu lệnh final. Finally. Câu lệnh finally là câu lệnh luôn luôn để cuối cùng. Nó có hai tình huống để. Một là ông try xong kết finally. Hai là ông try xong ông finally luôn. Ba là ông try nhiều kết finally. Tức là các bạn có thể có nhiều. Đúng không? Try kết nè, try finally nè. Và try kết finally. Thì cái finally này dùng để làm gì? Những cái gì, những cái gì mà các bạn muốn nó thực hiện thì để finally. Nghĩa là try xong làm trong try, nhảy xong thực thi xong nó làm finally luôn. Nghĩa là tình huống nào finally này vẫn được chạy. Hiểu không ạ? Nó vẫn được thực thi. Hoặc là try xong kết, kể cả văng vào kết rồi nó vẫn gì đấy ạ? Nó vẫn thực thi finally. Mặc dù văng vào kết rồi nhưng finally nó vẫn được thực hiện. Vậy nó sẽ áp dụng vào trường hợp nào? Áp dụng trong một số trường hợp là các bạn ví dụ mở file, lưu file. Các bạn mặc dù lưu thành công hay không thành công thì cái file này vẫn được đóng. Hiểu không? Đã mở rồi thì phải đóng nó để các bạn đảm bảo an toàn cho cái dữ liệu ở trong file. Hiểu không ạ?
hay là connection. Mở connection rồi thì kết thúc phải đóng connection. Mặc dù các bạn gặp lỗi, bất kỳ lỗi gì thì connection này vẫn phải được đóng. Thì trường hợp các bạn phải để trong finally. Đấy, tôi demo nhé. Xuất ra thông báo là các bạn kết thúc done. Hiểu, có xuất ra thông báo là done chẳng hạn. Kết thúc rồi. Kết thúc. Như vậy. Hoàn thành. Thì được cái này cái gì nó cũng chạy nó. Hiểu không ạ? Cái gì cũng chạy nó. Ví dụ các bạn nhập sai, vắng lỗi, đúng không ạ? Thì cái finally này vẫn được chạy cuối cùng. Hiểu không ạ? Nó luôn luôn được chạy. Ok? Những cái khác không được chạy, những cái dữ liệu khác không được chạy. Nhưng mà dữ liệu này vẫn được chạy. Ok? Đó là ý nghĩa của finally. Các bạn học đến những phần sau, học đến những cái mở file, những cái này, các bạn sẽ thấy là cái finally nó đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Đúng không ạ? Nó đảm bảo cái chương trình các bạn chạy tốt, chạy ổn định, mặc dù nó có lỗi. Tiếp finally, đó là các bạn sẽ học ném toes, có chữ S, toes và toe. Đấy, cái này được gọi là ném lỗi. Đúng không ạ? Ném lỗi. Vậy tại sao phải ném lỗi? Tức là nếu như chương trình mà xuất ra một cái lỗi, chương trình xuất ra một cái lỗi, cái lỗi này là lỗi của hệ thống, thì từ nó văng lỗi. Hiểu không ạ? Từ nó văng lỗi. Và khi từ văng lỗi, nhiệm vụ các bạn chỉ có nhiệm vụ là bắt thôi. Nghĩa là khi các bạn try nó văng lỗi, các bạn chỉ cần việc catch thôi. Đúng không ạ? Khi trường hợp đấy là lỗi của hệ thống. Bây giờ các bạn gặp một số cái trường hợp mà lỗi mà do các bạn định nghĩa. Cái trường hợp này không được gọi là hợp lệ, đúng không? Trường hợp này được gọi là trường hợp không hợp lệ. Và trường hợp này không phải của trường hợp hợp lệ của hệ thống, mà trường hợp do các bạn định nghĩa. Nếu muốn định nghĩa mà các bạn bắt nó, cái này là không phải các bạn bắt đâu, mà các bạn đang gì đây à? Đang sâu ra thông báo lỗi thôi, các bạn chưa hề bắt. Không có két ở đây, đúng không? Cái này có được két không ạ? Không két. Các bạn muốn mà hệ thống két được cái lỗi này thì các bạn phải ném lỗi. Và cụ thể cô viết như sau. Nhìn nhé. Trong cái tình huống này cô sẽ ném ra một cái lỗi. Các bạn nhìn nè. Ném ra lỗi cú pháp như sau. So, new exception. Ném ra lỗi. Ok. Cô đang ném lỗi rồi. Và ném lỗi rồi thì câu lệnh này được thực hiện không? Không. Cho nên các bạn thấy nó bảo lỗi nè. Khi cô ném lỗi thì cái câu lệnh này vô nghĩa. Thì các bạn thấy nó sẽ vô, nó bảo lỗi đúng không? Rồi cô truyền thêm cho nó một cái biến nữa là biến cái message. Rồi cái này cô cắt đi. Rồi. Đây là trường hợp cô ném cái lỗi này ra. Hiểu không ạ? Ok. Cô ném cái lỗi này ra thì đương nhiên phải bắt lỗi. Giả sử cô bắt ở đây nha. Tại vì nó exception này cô không định nghĩa cụ thể tên mà, đúng không? Thì cô đang ném cái lỗi chung chung thì cô sẽ phải bắt ở đây rồi. Bắt buộc phải bắt exception. Bởi vì là cô đang ném cho cái lớp exception mà. Cô sẽ ném lỗi đây. Và cái điểm không hợp lệ này cô đã gán ở đây rồi. Thì ở đây cô chỉ cần làm gì đây ạ? Cô lấy là cái ex.getMessage thôi. Các bạn thấy nó đã ghi vào hệ thống chưa? Ghi vào trong cái lớp exception rồi đúng không? Nó ghi cái message này vào lớp exception rồi. Thì ở đây cô chỉ lấy là get. Dùng cái phương thức của nó là getMessage thôi. Hiểu không ạ? Giờ các bạn coi lại nha. Và ở đây cô không cần eo nữa. Đấy, bởi vì cô ném rồi thì chỗ này cô bỏ được cái L ở đây. Khi nó đã gặp câu lệnh này thì nó đã văng lỗi. Cho nên là không gặp câu lệnh này nó sẽ chạy câu lệnh ở dưới. Cho nên cái chỗ này các bạn bỏ. Cái này cô bỏ luôn. À, chỗ này cô bỏ luôn. Đấy, cái code cô sẽ viết lại như này. Chỗ này cô sẽ ném lỗi. Và sau đấy cô in ra cái thông báo này thôi. Đấy, cái dòng này là dòng hợp lệ. Nếu như không rơi vào hai cái lỗi này, người ta chạy nhá. Trường hợp thứ nhất,
nhập ABC thì đương nhiên nó văng vào lưới thứ nhất đúng không ạ? Trường hợp thứ hai không hợp lệ. Trường hợp thứ hai không hợp lệ, cô nhập số 11 nó sẽ báo là điểm không hợp lệ. Thấy không ạ? Ok. Đó. Và các bạn thấy là cô đã ném cái lối này ra rồi. Và lưu ý là đá ném thì đây phải là bắt, không bắt nó lối ngay ha. Về nguyên tắc các bạn đã ném ra lối thì các bạn phải bắt lối, các bạn không bắt thì run code này là lối ngay, hiểu chưa? Đó về nguyên tắc ném phải bắt. Rồi một trường hợp thứ hai nữa, các bạn dùng cái thâu mà có chữ s, thì thâu mà có chữ s thì các bạn ném nó ra ở đâu ạ? Ở sau cái method, ví dụ như public, hoặc các bạn để là private void nhập. Cô lấy demo thôi, nhập. Các bạn muốn bắt lỗi cái này. Cô muốn bắt lỗi cái này thì cô bắt lỗi cả cái method này thì cô phải ném ra lỗi. Và thâu của nó là không có chữ s, đúng không ạ? Exception. Đó. Ném là ném có thâu không có chữ s là ném ở đâu ạ? Ném ở trên method. Bây giờ muốn dùng nó. Đấy. Void demo nhập. Ở trong này các bạn muốn dùng hàm nhập. Các bạn nhìn nào. Các bạn dùng là nhập. Gọi tới hàm nhập. Mặc dù các bạn chưa thấy có code nhưng mà nó sẽ lỗi ngay, bởi vì sao? Các bạn ném exception mà ở đây các bạn không có kết nó lại, không bắt nó lại. Thì ở đây nó sẽ có rất nhiều tình huống để xử lý lỗi. Tình huống thứ nhất là các bạn gì đấy ạ? Dùng cái thâu ở ngay cái ở đây. Đó, các bạn thâu ra ngay ở cái method. Đúng không ạ? Tình huống thứ nhất, ở đây các bạn vẫn phải ném ra một cái lỗi khác. Hai là các bạn try catch ở đây. Hết lỗi. Thấy không ạ? Vậy nguyên tắc đã ném ra lỗi thì ở đây phải catch lại, bắt lỗi. Được chưa? Còn tình huống này các bạn dùng cho nguyên một hàm, nguyên một cái method, được không? Còn tình huống này các bạn dùng cho một đoạn code thôi, ném cho một đoạn code thôi. Hiểu không ạ? Vậy ta có hai tình huống để ta dùng cái thâu. Tình huống thứ nhất là thâu có chữ s là ta phải dùng với method. Tình huống thứ hai là ta dùng với gì? Dùng thâu là ném cho một, xử lý một cái đoạn code, một tình huống nhỏ. Được không ạ? Ok. Chưa? Vậy ta vừa demo xong cái vấn đề là các bạn ném lỗi. Đây. Cái này là gì đấy? Ném lỗi ở đâu? Ở trên một cái method. Và khi cứ sử dụng thì các bạn thấy đấy ạ? Một là các bạn phải check kết. Hai là các bạn ném ra ở method, đúng không? Đấy, cái này demo có rồi, cho nên chỗ này cô không nói nữa. Rồi. Tình huống này cô xử lý rồi, cũng không nói nữa ha. Và tình huống cuối cùng. Cuối cùng, cái trường hợp cuối cùng là ta tạo một cái exception mới. Tức là ta tạo ra cái lớp mà bảo lỗi của mình, riêng của mình. Thì trường hợp này thứ nhất là các bạn tạo một lớp, và lớp này nó kế thừa lớp exception. Ok. Thì ta sẽ tạo như sau. Class my exception. Cái này là của tôi. Và muốn vậy thì các bạn phải kế thừa, đúng không? Extend exception. Ok. Và các bạn thông thường các bạn sẽ override. Ta tạo một constructor, ta override cái message của nó. Hiểu không ạ? Ví dụ như tôi tạo một constructor khác là my exception của tôi. Ok. Trong này tôi sẽ kế thừa là super. Tôi truyền nó một thông báo lỗi. Super là của cha. Hiểu không ạ? Của cha thì có super truyền message đó, đúng không? Đây là thông báo lỗi của tôi.
tôi không biết tôi làm gì, tôi chỉ biết. Thứ hai nữa là nó là cái lớp con, nó kế thừa exception cha, cho nên những cái gì của cha các bạn dùng được hết. Bây giờ ta thử dùng thử nha. Tôi làm chơi chơi thôi. Bây giờ dùng thử nè. Cô vào đây. Cô ném lỗi. Cô không ném lỗi vào exception mà tôi ném lỗi vào đâu? Mai. Exception được không? Các bạn phải sử dụng nó. Ủa cái này có argument mà. Từ từ từ. À. Xin lỗi. Tại vì cái này phải cô bỏ cái này ra đúng không? Tại vì nó không có đối số mà mình cho đối số vô. Hiểu không? Cô bỏ ra. Rồi bây giờ cái kế thừa này cô sẽ kế thừa cái gì đấy ạ? À, két này cô sẽ két gì đấy? My exception được không? Rồi. Và cái này mang get message nhé. Mặc dù cô không truyền message nhưng nó sẽ lấy message ở đâu ạ? Ở đây. Thấy không? Đấy. Trường hợp thứ hai là nhập sai đó, cô nhập 15. Đây là thông báo lỗi của tôi. Kỳ không? Hiểu không? Nghĩa là các bạn đã tạo ra một cái lớp báo lỗi. Còn sau này các bạn có thể viết nhiều hơn nữa. Hiểu ạ? Các bạn có thể viết nhiều hơn nữa. Cái này là cô chỉ demo thôi. Nghĩa là các bạn sẽ làm được, nghĩa là tạo ra được một cái exception khác bất kỳ. Các bạn có thể điều khiển được nó, có thể viết code trong này, if else tất cả mọi thứ. Các bạn có thể ghi đề tất cả những cái lớp, cái method của anh này. Hiểu không ạ? Đó. Thì cái này gọi là tạo một cái exception mới. Đây. Đấy. Ok. Có thể xuất ra message theo cách của mình, vân vân. Là bất kỳ gì. Ok. Trường hôm nay là ném. Được chưa? Rồi, tóm lại bài hôm nay. Cô vừa demo cho các bạn toàn bộ những cái và xử lý lỗi. Yêu cầu về các bạn làm cho cô. Nhập form, cái form á các bạn phải xử lý lỗi bằng try catch. Cái form xử lý try catch ví dụ email, rồi lương, đúng không? Tất cả những cái đấy các bạn phải dùng cái try catch này để xử lý ở trong bài assignment nhá. Đồng ý không? Ok. Rồi, chúng ta kết thúc bài hôm nay nhé.